Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Quang Phạm đến thăm một cái hoàn cảnh của bà ba, thì 85 tuổi, ở sống biệt lập ở ngoài ngoài đồng ruộng nè quý cô chú anh chị. Thì bà ba thì mắt thì không có thấy đường, rồi có một người con trai thì cũng bị mù luôn. Thì hai mẹ con thì sống biệt lập ở ngoài ngoài cánh đồng nè quý cô chú anh chị, hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì Quang đến để Quang chia sẻ lên cho nhờ quý cô chú anh chị và các bạn cùng giúp đỡ nha. Thì Quang đến thì Quang có đem một cái phần quà của chị Nga bên Mỹ á. Đó. Là trị giá 200 ngàn. Thì mời quý cô chú anh chị hay và các bạn hay theo chân Quang ạ. Quang đi với mà em mà Khánh Hoàng nha. Dạ chào cả nhà luôn. Đó. Đây là hoàn cảnh của bà ngoại. Bà ngoại 85 tuổi nha quý cô chú anh chị, sống biệt lập ở ngoài đồng luôn. Đó, thấy chưa? Không có một bóng một cái nhà luôn. Nhà bà ngoại thì rất là khổ nha. Thấy nhà có cũng có. Ngoại ơi. Ngoại ơi. Chào ngoại. Ờ để đem quà đến ngoại. Con gửi quà cho ngoại. Dạ con gửi quà cho ngoại nha ngoại. Trời, cảm ơn ngoại cho cháu. Dạ con chào ngoại. Dạ. Dạ ngoại cho con gửi này các ngoại. Dạ. Rồi. Ủa ngoại không thấy đường hả ngoại? Thấy mà mờ. Dạ ngoại là ngoại sống với ai ngoại? Với thằng con đó. Sống với người con ha. Người con là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 50 mấy tuổi rồi, 53 tuổi rồi. Dạ là chỉ có hai mẹ con ngoại sống ở đây ha. Rồi con nhỏ con gái gả về bên Ba Tre. Dạ. Cái người chị đó có thường về đây để giúp ngoại không? Lâu ra chừng 4 năm bữa nó qua. 4 năm bữa mới qua ha. Rồi mấy ngày nữa bển mắt bằng của lúc nào con đi học nữa. Nhỏ nhỏ đi học nữa. Dạ. Yeah. Rồi không có qua giúp ngoại được ha. Không có qua. Dạ. Yeah. Mấy ngày không có qua, lâu rồi không có qua. Lâu không qua hả ngoại? Dạ. Yeah. Rồi mà chị có gia đình có khá giả gì không? Cũng đỡ. Đỡ ha. Rồi bộ mắt ngoại không có thấy đường hay sao? Để có miếng mây thịt đó. Là hai mắt không thấy luôn hay là một mắt ngoại? Cái này á thì không thấy, còn này mờ mờ. Dạ mờ mờ ha. Ừ. Thường ở đây mà ngoại mình sinh sống bằng nghề gì ngoại? Thì bằng này bằng kia. Rồi nhà nước. Nuôi vịt. Nuôi vịt nuôi gà. Nuôi vịt hả? Rồi ngoại mù rồi, anh mù rồi sao? Trời. Trời nó cho ăn không đó. Một ảnh bị mắt không thấy đường mà cũng nuôi được đó hả bà ngoại? Đúng rồi, nó nuôi không à. Dạ. Dạ ngoại ngoại lên nhà đi. Con trò chuyện với ngoại ha. Dạ ngoại đi được không? Được. Dạ dạ ta đi nãy giờ. Kêu ngoại đi lên nhà trên chơi mấy. Dạ con thấy ngoại vui quá à, vui tính nè. Kêu lên nhà trên chơi. Ngoại không có thấy đường nè quý cô chú anh chị hả? Kêu lên nhà trên chơi rồi. Dạ đây là ngoại 85 tuổi. Không ai làm nước được. Dạ không có gì đâu. Dạ phải nhỏ nó có qua làm. Dạ. Đá được. Chào chú. Ủa chú là không có thấy đường luôn đó hả? Không thấy đường lâu rồi. Ừ mấy tuổi rồi. Vậy là anh mà chú không có thấy đường từ 16 tuổi tới giờ ha? 16 tuổi rồi. Đi yeah. Bằng ruộng đó. Bằng ruộng ha. Rồi xịt bắt cái thuốc khai quang. Rồi sao mình xịt thuốc khai quang rồi mình làm sao mà bị mắc? Thuốc cỏ, thuốc sâu chứ, thuốc sâu của Liên Xô á. Dạ. Yeah. Thuốc nguyên chất không à, thì nó xịt cái cần xịt cái chỗ cái bóp á nó xịt nó xì vô con mắt. Dạ. Yeah. Nó xì lỗ mọt. Dạ, bắn vô hang mắt hả ta? Bắn vô hang mắt là giờ không có thấy đường luôn vậy đó ha? Không. Trắng luôn vậy đó. Rồi không thấy đường rồi sao mình nuôi vịt nó hay vậy? Để quen rồi. Mình quen rồi, nó làm mà quen rồi. Nó quen, nó ra nó cho ăn rồi. Ở nhà là ai nấu cơm? Tôi cũng tôi nấu không à. Vậy đó hả? Bà ngoại không có nấu. Tôi đồ ăn thì tôi mần. Bà là đồ ăn là tôi nấu cơm. Đồ ăn là tôi mần. Dạ dạ. Cái nhà này của mình là trước là ai cất lại chút? Cái này là ở cái người anh ở trên Sài Gòn á. Sài Gòn ha. Thủ Đức á. Thủ Đức. Dạ, Thủ Đức. Anh... Cái này là cũng bên từ thiện ha. Rồi bên từ thiện. Dạ. Rồi ổng xuống ổng cất. Dạ dạ. Cũng đây cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi ha. Rồi xuống cất 2 năm rồi. Cất rồi cái rồi thôi giờ tới nay em hỏi mà chưa rồi tới giờ chưa rồi nữa. Sao gì bà mày? Bị dịch đó. Dạ dịch ha. Ừ. Bên này là rồi là vừa rồi hay qua dịch mới rồi. Vừa rồi cái thì năm 2019 đó. Dạ dạ. Cất cuối năm 2019 rồi. Dạ. Tới 2020 là tới dịch tới giờ luôn. Dạ, tới dịch tới giờ phải qua rồi.
cách không rồi thì tới giờ chưa rồi nữa. Chúng mà bị mù mà nuôi vịt là hay dữ hả? Hiểu nó quen rồi chứ là làm rồi nó quen hả? Tức là tự mình mò vậy đó hả? Người ta ở đây quen rồi đó, giờ quen cái chỗ mình ở rồi. Tôi đi mà tôi còn thờ đấy, nó thì hay lắm. Dạ. Vậy là căn nhà của mình là vậy là chú nhớ những cái địa điểm hết trơn hết chứ. Hồi đó giờ mình ở đây biết rồi. Chứ đi chỗ xa là không biết. Thế mày ăn trước đó, cái nhà hàng nghề đó. Dạ. Nó nói à, mày ra tàu rồi bị. À, giờ đó thì mình ở đây mình biết rồi, hồi chưa thấy chưa có bệnh mắt á. Dạ, mình dạ. Biết hết trơn rồi. Bà kêu đi con ngoài chơi. Dạ. Nhà thứ hai trước đó. Mình nấu cơm rồi mình cũng mò vậy ha. Nấu cơm rồi được cái ta. Nấu có cơm. Khi nào mà mình làm bị phỏng không? Không. Nấu cơm điện. Nấu cơm điện. Nấu cơm điện không hả? Ở đây mình xài một tháng khoảng bao nhiêu ký điện chút? Ở đây tôi xài thì cái nhà cái thằng nãy á, dạ. Nó dẫn vô ra thằng đó là nó đóng tiền điện, gửi đóng tiền điện nó không nó không lấy. Không lấy ha, tức là cho tiền nó, điện mình luôn. Nó xài điện nó đóng vô luôn cho tôi luôn. Dạ. Gửi tiền điện lại. Gửi tiền điện nó không chịu lấy á. Dạ. Tốt dữ ha. Cái thằng nãy đó. Dạ. Vậy là chú bị coi bộ bị bú hả? Cái này hả? Dạ. Cái này cái gân nó nhất rồi sao lại nó nổi hạch vậy đó. Hạch vậy hả? Ừ. Cũng lâu rồi. Dạ. Ở đây chú có mơ ước gì không? Có mơ gì mừng cho nó khỏe, sức khỏe mình còn mà khỏe mình mừng lo cuộc sống của mình thôi. Dạ. Cái bà ngoại cái nhà mình như vậy chưa có nóng, có nóng không bà ngoại? Không thấy mà to này là nóng dữ lắm đó. Chưa nó nóng. Chưa thì nó nóng, nắng á. Trời nắng, nó nóng hơi à. Với chiều thì nó mát rồi dịu mát. Chiều mát ha. Ừ. Rồi cũng thấy bà... chưa thì nó nóng lắm. Dạ, chưa nóng dữ lắm đó. Ừ. Thấy bà ngoại với chú sống ở đây mà buồn không? Cũng quen rồi, ở đâu quen đó rồi. Mình ở đây quen ở đây hả? Ừ, hai mẹ con đừng mọc nhau sống vậy ha. Đó giờ sống đây quen rồi. Dạ. Chào ngoại. Ngoại là chú thì nấu cơm, còn ngoại thì nấu đồ ăn hả ngoại? Ừ, bằng thịt kho đồ. Dạ. Ngoại nhiều ngoại là năm nay 85 hả ngoại? 85. À, ngoại 85 tuổi rồi. Bị hôm đó bệnh đau cổ cả năm mà. Dạ. Huyết áp đó rồi dạ. Lên nó bệnh rồi tới vụ kia nữa đi ông môn dạ. Nó bao bốn năm bữa dạ. Không ăn không uống gì trơn dạ. Ông bác sĩ nói trời ơi cho bà không ăn rồi bà về bà nấu cơm ăn đi thiệt nấu cơm ăn tới giờ đó dạ. Bác sĩ chỉ nói như kêu ngoại về nấu cơm ăn là nó khỏe ha. Ừ, ra ăn không ăn cháo mà như sao sớm nổi dạ. Tức là kêu ngoại ăn cơm đừng ăn cháo ha. Ừ. Ăn cơm. Dạ. Yeah. Một ngày là một ngày ngoại ăn mấy chén cơm ngoại? Trời ăn chừng chén. Ăn xỉu à. Bữa là nhiều á, ăn hơn chén. Nhỏ yeah. Tôi là bà ăn gì? Nó bỏ thịt dung cái chân đâu ăn. Ăn yeah. Xỉu à. Dạ. Yeah. Mình già mình đâu có ăn nhiều. Dạ. Yeah. Thì con đến đây con cũng gửi cho ngoại hồi nãy là một cái phần quà của chị Nga bên Mỹ. Trị giá là 200.000 thì đây con cũng gửi thêm cho ngoại là 300.000 ha. Để ngoại có mua gì ăn ngoại mua hay ngoại dạ ngoại ngoại thấy con không thấy mờ mờ à thấy mờ mờ không ngoại ừ. Dạ đây là 300.000 này của bạn Khiêm ở Cần Thơ nha. Khiêm ở Cần Thơ gửi cho con để gửi cho những cái hoàn cảnh nghèo đó ngoại. Đây con gửi cho ngoại 300 nha. Vậy ngoại biết tiền không ngoại? Đây nè biết chứ. Dạ nè nè ngoại cầm nha. Đây ừ. Là 300.000 của bạn Khiêm ở Cần Thơ. Dạ. Ngoại biết ha. Dạ. Đâu đâu ngoại ngoại dò cái tấm nào bao nhiêu tiền. Ừ. Tấm bao nhiêu? Không thấy rõ đó. Không thấy rõ nhưng mà ngoại ngoại dò ngoại biết tiền không? Biết chứ. Này hai chắc 200. Không 50. 50 à? Dạ 50. 100 100 200 biết chứ. Dạ dạ. Còn nhỏ thì không biết thiệt. Dạ. Nhỏ không biết ha. Ừ. Dạ, polymer là ngoại biết hết ha. Tôi xin thay mặt bà già tôi cảm ơn cái gì cảm ơn cái đứa cháu ông đang ngoại đó. Dạ, 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 thơ dạ. Đó rất nhiều. Dạ dạ dạ. Thì bà ngoại với chú sống ở đây là buồn không ngoại? Mình đã quen rồi. Quen rồi hả ngoại? Quen rồi. Dạ. Sáng giờ ngoại ăn cơm chưa ngoại? Ăn rồi. Dạ. Ăn sớm lắm. Ăn sớm lắm hả chú? Ăn sớm lắm. Dạ.
Chứ con hỏi ngoại là cái trưa này là mình có nóng quá mình ở trong nhà hay là mình đi ra 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 ngoài bóng cây mình ngồi ngoài? Ở nhà chứ không ra bóng cây, Dạ. ở trong cái giống đó. Vậy là ngoại xuống xuống nhà bếp cho nó hả? Chứ trên này nóng quá chị không nổi không ngoại? Ở được dạ, ở Dạ. đây bị gạch này nè, Dạ. nó hực lên cũng đỡ, Đỡ hực ha. lên vậy nè, Dạ. hực lên là đỡ. Dạ. Ở đây bà ngoại có mơ ước gì không ngoại? Mơ ước gì gì thêm không ngoại? Dạ. Thấy cuộc sống mình vậy là đủ hay ngoại, chưa không có mơ ước gì thêm hay sao ngoại? Thấy ngoại 85 tuổi mà nhìn ngoại còn còn khỏe quá không ngoại? Bị mắt bà không thấy rõ đó, trong con gì chân à, Dạ. mắt người bị bắt nó không thấy không rõ, còn mắt rõ nè. Trời, bà đi chợ mấy đứa đó thôi bà đừng đi bà ơi, con Linh ở trên bán vật liệu trên đó, Dạ. nó nói đừng đi ra bà ơi, để chờ sĩ quà Rồi, muốn cho rồi sao đi. bà ngoại đi chợ được? Bà ngoại mời bà ngoại Có theo mấy năm theo. trước, Dạ. Năm trước tôi đi chợ cho mà, Dạ. đi mấy năm trước mấy thằng nó nè giữa Ở đây chắc là 3 4 năm nay á. không có đi, Bốn năm nay trở lại bao nhiêu cái mắt nó là lờ đó rồi không có đi. Dạ. Con tưởng mà bây giờ ngoại còn đi sao ngoại đi thấy đường ngoại lọt dưới 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 bờ kinh rồi sao? Đi được và điều là sợ té đó, Dạ. mình dấp té luôn. Bốn năm nay trở lại bao nhiêu đi? Dạ. Rồi, mình mua đồ ăn sao ngoại? Có nhà em nó qua. Có nhỏ em qua đó, em tôi nói nãy giờ đó, Dạ. Vậy là người con thứ thứ mấy của ngoại? thứ ba thứ ba À, thứ ba hả ngoại? thôi gửi thằng em xem đâu tôi nè, nó gửi nó xem cũng được đâu đó. nó gửi mua cái gì Dạ. vậy. Ở đây mình chỉ có mình nuôi vịt rồi mình là dùng bán vịt rồi mình là lấy tiền sinh sống chứ mình đâu có cái nguồn gì khác nữa hả bà ngoại? Có tiền lãnh lương hàng tháng Có mà tiền tôi đi bán. lương À, tiền lãnh lương hàng tháng ha. Vậy là của chú là được bao nhiêu tiền? có tôi má má bà già tôi được 1,2 triệu Dạ. tháng. Dạ. Chứ là hai hai mẹ con được 1,2 triệu ha. Dạ. Tôi được 1,2 triệu Hai hai mẹ con được 1,2 triệu là cái sống chứ cũng đủ hả bà ngoại? gạo hết rồi phải nghe gạo giờ ở đây bà con ta cho hết. Dạ. Nhìn ngoại thấy thương quá hả ngoại? có giọng cười phúc hậu á. Con chào ngoại nha. Dạ. Ngoại giữ gìn sức khỏe nha ngoại. Dạ. Có gì nữa con đến con thăm ngoại thường xuyên ha. Dạ. Dạ. Dạ con chào ngoại ạ.